Ngày 4 tháng 12, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Thanh Hóa đã quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can tội làm nhục người khác, cưỡng đoạt tài sản đối với chủ cửa hàng thời trang Mai Hường. Cụ thể, công an thành phố Thanh Hóa cũng đã có quyết định khởi tố bị can đối với Cao Thị Mai Hường, 29 tuổi, trú tại phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa về tội làm nhục người khác và cưỡng đoạt tài sản, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trịnh Đình Anh, 31 tuổi, chồng của Hường về tội cưỡng đoạt tài sản. Theo điều tra ban đầu của công an thành phố Thanh Hóa, chiều 3 tháng 12, đơn vị phát hiện trên Facebook xuất hiện một đoạn clip dài hơn 2 phút phản ánh về việc một cô gái bị một nhóm người có hành vi dùng vũ lực, có dấu hiệu làm nhục, được cộng đồng mạng chia sẻ, gây bức xúc dư luận. Vào cuộc điều tra, công an thành phố Thanh Hóa đã triệu tập chủ cửa hàng thời trang Mai Hường là bà Cao Thị Mai Hường và ông Trịnh Đình Anh cùng một số nhân viên cửa hàng. Tại cơ quan công an, bước đầu các nghi phạm khai nhận ngày 25 tháng 11, sau khi phát hiện cửa hàng bị mất trộm quần áo, Hường đã sử dụng trang Facebook cá nhân có tên Mai Hường đăng nội dung shop đã tìm được thủ phạm ăn cắp. Nếu trong vòng 24 giờ không liên hệ với shop, sẽ trình báo công an. Sau khi đọc được thông tin trên, hai thiếu nữ là T, M và LTH đều 17 tuổi, trú tại phường Quảng Vinh, thành phố Sầm Sơn đã chủ động liên hệ với Hường bằng điện thoại để xin lỗi về việc ngày 18 tháng 11 đến cửa hàng Mai Hường lấy trộm quần áo. Tuy nhiên, Hường không đồng ý mà yêu cầu M và H đến cửa hàng để nói chuyện. Khoảng 9 giờ ngày 26 tháng 11, M và H đi xe máy đến cửa hàng Mai Hường, H đứng ngoài, còn M vào trong. M gặp Hường và bà Dương Thị Lan, 54 tuổi, mẹ chồng của Hường cùng một số nhân viên bán hàng. Lúc này Hường chủ động bảo nhân viên của mình cầm máy điện thoại để quay video, đồng thời yêu cầu M tháo mũ bảo hiểm, khẩu trang để Hường quay clip. Do M không đồng ý nên Hường đã dùng tay tát vào mặt, dùng chân đạp vào đầu M. Bà Lan, mẹ chồng của Hường, cũng lao vào dùng tay túm tóc M. Tiếp đó, Hường đã kéo áo và dùng kéo cắt tóc, cắt đứt áo ngực của M. Sau đó, Trịnh Đình Anh, chồng của Hường, đến cửa hàng thấy sự việc trên nên đã đưa M lên tầng 2 và yêu cầu M trong 3 ngày phải chuyển 15 triệu đồng, nếu không sẽ báo công an. Do không lo được tiền nên M liên tục nhắn tin xin lỗi, mong tha thứ, nhưng cả Trịnh Đình Anh và Hường không đồng ý, liên tục nhắn tin đe dọa, yêu cầu phải giao đủ số tiền, nếu không sẽ báo công an, gửi thông tin về nhà trường và địa phương nơi M cư trú. Ngày 30 tháng 11, gia đình M và H đến cửa hàng đưa tiền cho vợ chồng Hường. Tuy nhiên, do hoàn cảnh khó khăn nên gia đình H xin đưa 10 triệu đồng và được Trịnh Đình Anh đồng ý. Còn gia đình M, do không có tiền nên Hường yêu cầu viết giấy khất nợ 10 triệu đồng. Liên quan đến vụ án này, công an thành phố Thanh Hóa đã khám xét cửa hàng thời trang Mai Hường, thu giữ nhiều tang vật liên quan. Công an thành phố Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của một số nghi phạm có liên quan.